Rồi, chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn bài thực hành số 3 của ngôn ngữ lập trình C#. Bài số 3, mục tiêu kiến thức kỹ năng thì nó có khoảng 6 bài. Bài 1, hình vuông, viết chương trình tính chu vi diện tích của hình vuông với cạnh n được nhập vào từ bàn phím. Thì ở đây á, hình vuông á, thì mình sẽ có cạnh gì? Có chiều dài và chiều rộng, đúng không? Nhưng mà đó là hình chữ nhật, còn hình vuông thì chỉ có một chiều thôi, ha, các bạn nhớ không? Cho nên là mình chỉ cần nhập vào n thôi. Và các bạn mở chương trình lên, rồi mình sẽ tạo một cái dự án, create một cái project, ha, chọn console application, rồi mình sẽ ghi cái tên của cái bài thực hành là thực hành buổi 3, chọn create. Rồi, thực hành buổi 3. Rồi, cái này nó nói là có tên rồi, cái tên nó trùng rồi, cho nên là các bạn sửa lại B3 gì đó là được ha. Rồi, các bạn chờ một tí để nó tạo ra cái dự án cho mình. Rồi, đây là cái dự án của mình. Đầu tiên là có Hello World ha. Đây thì các bạn chờ một chút xíu. Thông tin update gì đó thì các bạn update sau, tắt nó đi. Rồi, thực hành buổi 3. Cái dự án thực hành buổi 3 của mình. Đây, cái chương trình program của mình nó nằm ở đây. Rồi thì các bạn thử, các bạn chạy chương trình thử. Thử coi nó ra cái chữ Hello World không, rồi mình sẽ viết tiếp. Đó, nó ra chữ Hello World rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành. Mình viết bài đầu tiên thì các bạn có thể viết trực tiếp ở trong trong đây cũng được ha, các bạn có thể viết trực tiếp ở trong cái hàm main cũng được, hoặc là các bạn viết ở ngoài lớp riêng gì đó cũng được, thì tùy thôi. Thì đây thì sẽ hướng dẫn trực tiếp, trước mắt là hướng dẫn trực tiếp đi. Bài 1 là tính chu vi diện tích hình vuông, tính chu vi và diện tích của hình vuông. Rồi, đúng không? Bài 1, tính chu vi và diện tích của hình vuông với cạnh n được nhập vào từ bàn phím. Rồi thì đầu tiên mình phải nhập vào đúng không? Console chấm chấm right. Để mà mình ghi một cái câu là nhập vào cạnh n đúng không? Nhập vào cạnh n. Nhập vào cạnh n của hình vuông. Rồi, sau đó mình thực hiện khai báo một cái biến cạnh in n bằng console chấm readline. Đấy, nhưng mà hình vuông cạnh qin thì mình phải convert chấm qin 32. Đấy, khi nhận vào xong thì bây giờ mình thực hiện, mình khởi tạo một biến chu vi thôi, chu vi thì bằng chu vi bằng rồi diện tích bằng rồi mình tính thôi. Chu vi của hình vuông tính sao ta? Chu vi của hình vuông là bằng 4 nhân n đúng không? Chu vi của hình vuông, chu vi là bốn cạnh của hình vuông, bốn cạnh của hình vuông bằng nhau, vậy là bốn một cạnh n là bốn cạnh, bốn cạnh là n cộng n cộng n cộng n là 4 nhân n đúng không? Còn diện tích của hình vuông thì bằng gì? N bình đúng không? N bình là n nhân n đấy. Rồi sau đó các bạn xuất ra thôi, console chấm highlight
Rồi, chu vi của hình vuông 2 chấm. Rồi, cộng cho chu vi. Rồi, hình son chấm ra line. Diện tích của hình vuông 2 chấm cộng cho diện tích. Rồi, các bạn chạy chương trình thử. Nhớ nó kêu nhập vào chu vi N5 thì chu vi là 20, diện tích là 25. Rồi, đơn giản vậy thôi ha. Đó là xong cái bài số 1 của mình. Rồi tiếp theo mình sẽ làm bài số 2 là năm nhuận. Thì viết một chương trình để kiểm tra một năm có phải là năm nhuận hay không, với giá trị năm được nhập vào từ bàn phím. Rồi năm nhuận là năm chia hết cho 4, nhưng không chia hết cho 100 hoặc chia hết cho 400. Rồi thì các bạn viết chương trình để kiểm tra năm nhuận nè, các bạn comment cái này lại. Rồi sau đó là các bạn viết cái bài số 2, bài 2. Rồi viết chương trình để kiểm tra năm nhuận. Rồi thì đầu tiên mình phải nhập năm nhuận vào đúng không? Console.write. Rồi mình phải kêu nó là nhập vào một năm bất kỳ. Rồi thì ở đây năm của mình á thì là kiểu in đúng không, cho in năm, hoặc là đặt là biến year bằng hình vợt chấm tu in 32 ha, của hình son chấm viết line ha. Rồi nhập vô năm xong thì sau đó mình thực hiện, mình kiểm tra năm nhuận là năm chia hết cho 4, thì mình sẽ lấy cái year này nè, năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc chia hết cho 400 ha. Thì đây chia hết cho 4 nhưng không chia hết 100, cho nên là điều kiện ở bên trong này là and, còn điều kiện ở bên ngoài là hoặc ha. Năm nhuận là năm chia hết cho 4, nghĩa là cái biến y này nè, chia cho 4 mà lấy dư bằng 0. Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, thì mình lấy y này mình chia cho 100, nó như thế nào chứ không, nó khác không. Đó, năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Chia cho 4 nhưng không chia hết cho 100, hoặc chia hết cho 400, lấy biến y này nè, chia cho 400. Rồi năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, hoặc chia hết cho 400, là công thức này, công thức như thế này. Chia cho 4 nhưng không chia hết cho 100, hoặc chia hết cho 400. Rồi thì nếu cái này đúng đó, thì mình thành son chấm write line thôi, chấm write line in ra một cái câu là năm. Mình ghi cái câu trang trí năm. Rồi năm thì mình cộng cho cái biến, mình cộng cho cái biến year. Rồi cộng cho cái chuỗi là năm nhuận. Rồi còn ngược lại thì các bạn thực hiện các bạn else ha. Else L có nghĩa là năm này không phải là năm nhuận. Rồi đó, đơn giản vậy thôi. Các bạn bấm chương trình chạy thử, nhập vào một năm 1994. Năm 1994 không phải là năm nhuận. Đơn giản vậy thôi. Các bạn chạy lại chương trình, nhập vào một năm 2000. Năm 2000 là năm nhuận. Rồi ok, đơn giản vậy thôi. Rồi đó là xong bài số 2 của mình ha. Rồi tiếp tục mình làm bài số 3. Rồi bài 3 thì là mình làm gì? Số nguyên tố. Viết một chương trình để kiểm tra một số N có phải là số nguyên tố hay không, với N được nhập vào từ bàn phím. Rồi bây giờ mình viết chương trình để kiểm tra số nguyên tố. Kiểm tra N có phải là số nguyên tố hay không. Thì đây á, số nguyên tố thì mình cần biết số nguyên tố là số chỉ chia hết cho một và chính nó. Thì như đầu tiên mình phải nhập vào N trước đúng không, thì cũng tương tự như vậy thôi. Các bạn cần son chấm chấm write ha.
mình nhập vào n, nhập vào n bằng, sau đó mình thực hiện nn convert chấm toin32 của console.readline. Rồi đó, nhập vào n xong thì mình thực hiện kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không. Thì đây á, cái thuật toán á, có nhiều thuật toán, nhưng mà bây giờ được cái thuật toán mà đơn giản nhất á, số nguyên tố là số chỉ chia hết cho một chính nó, có nghĩa là cái số lượng số chia hết á là chỉ có hai thôi, là chỉ chia hết cho một chính nó. Cho nên bây giờ mình thực hiện, mình cho một dòng là for chạy từ một tới chính nó, đúng không, y chạy từ một cho tới y nhỏ hơn hoặc bằng n, rồi sau đó là nhỏ hơn hoặc bằng n, rồi sau đó là mỗi lần như vậy mình sẽ tăng y cộng cộng lên. Đấy, mỗi lần như vậy thì mình sẽ tăng y cộng cộng lên nếu mà n mà nó chia hết cho y, chia hết cho y có nghĩa là chia cho y lấy dư bằng bằng không thì sao, thì mình sẽ tăng một cái biến điếm lên, là biến điếm là số lượng số chia hết đó. Thì đây mình sẽ khai báo một biến điếm ở ngoài là khao bằng khởi tạo bằng không, sau đó mỗi lần như vậy thì là khao, cái biến điếm này nó sẽ tăng cái giá trị lên là khao cộng cộng đó. Thì nếu mà n chia hết cho một số chạy từ 1 đến n thì biến khao nó sẽ tăng lên. Thì khi mà chạy hết cái dòng là for này thì mình chỉ cần xét cái điều kiện của biến khao, nếu biến khao là nó bằng bằng 2, giống như là chỉ có hai số là số 1 và chính nó thôi, thì mình in ra cái câu là console.readline là n là số nguyên tố, n rồi là số nguyên tố. Rồi ngược lại, các bạn ngược lại, rồi thì là các bạn ghi là n không phải là số nguyên tố. Đấy, đơn giản như thôi, các bạn chạy chương trình nhập n với 2 nhập bằng 5, thì 5 là số nguyên tố, đúng rồi, các bạn chạy chương trình lại nhập bằng 6, 6 không phải là số nguyên tố. Rồi ok, đơn giản như thôi ha, bài 3 như vậy là xong. Rồi mình tiếp tục làm bài 4. Rồi bài 4, tính tổng giải số, viết một chương trình C# để tính tổng 10 số đầu tiên. Viết một chương trình C# để tính tổng của 10 số đầu tiên được nhập vào từ bàn phím. Rồi đây là một chương trình C# cơ bản và điển hình giúp bạn làm quen với một loạt for trong C# thôi. Rồi có nghĩa là mình viết một chương trình để mà mình tính tổng của 10 số mà nhập vào từ bàn phím, có nghĩa là mình nhập vào tính tổng của 10 số được nhập vào từ bàn phím. Thì bây giờ mình nhập vào 10 số và mình cộng 10 số đó thôi. Thì đầu tiên á là mình sẽ cho nó nhập vào, đúng không? Cơ bản á là mình dự sử dụng là for để cho nhập vào. For int y bằng 0. Rồi y nhỏ hơn 10 số, đúng không? Bây giờ mình khởi tạo, mình gọi là n bằng 10 trước đi. Mình chỉ có 10 số, mình muốn nhập 10 số là y nhỏ hơn n. Có nghĩa là chạy từ 0 tới 9 đó. Là nhập 10 số vậy đó, y cộng cộng. Rồi. Mỗi lần như vậy thì mình nhập vô, đúng không? Mình nhập. Nhập là console.write. Rồi, write là nhập trên một dòng thôi. Nhập vào số thứ nhất, đúng không, thứ, và sau đó là các bạn cộng cho cái giá trị là y cộng 1 ha. Rồi các bạn cộng cho cái dấu hai chấm nhìn cho nó đẹp. Rồi nhập vào số thứ nhất, và sau đó là các bạn khởi tạo một cái biến in. Các bạn khởi tạo trong này cũng được, hoặc là các bạn khởi tạo ở ngoài cũng được. Thì nếu mà khởi tạo ở ngoài thì khởi tạo một cái biến is ha. Rồi nhập vào số thứ nhất, bây giờ khởi tạo một biến is, in is. Khởi tạo ngoài thì mình gán giá trị mặc định đấy bằng không, hoặc là các bạn không khởi tạo thì các bạn khởi tạo trực tiếp ở đây. Là mình nhập vô là convert trước đó. Tại vì mình nhập số nguyên convert.toin32
rồi sau đó là console chấm readline. Rồi đó là mỗi lần nhập như vậy thì sau đó mình thực hiện mình cộng, nhưng mình muốn tính tổng mà đúng không, bây giờ mình phải khai báo một cái biến tổng à, tổng là tiếng Anh là sum, thì phải khởi tạo nó một giá trị ban đầu là không. Mỗi lần như vậy thì là mình lấy sum cộng sum bằng sum cộng ít, cũng nghĩa là sum cộng bằng ít đó. Rồi cuối cùng mình in ra sum thôi. Rồi cuối cùng mình in ra sum là console chấm readline à. Rồi, y là tổng của 10 số nhập vào là 2 chấm. Rồi sau đó các bạn cộng cho cái biến sum. Rồi, vậy là xong, các bạn chạy chương trình thử. Nhập vào số thứ nhất 2, nhập vào số thứ 2 đó. Rồi, đó, khi nhập vào số thứ 10 xong thì nó sẽ in ra tổng của 10 số vừa nhập là 53. Rồi các bạn cộng lại thử coi đúng không? Ok, đó, đơn giản vậy thôi, bài 4 của mình chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, mình tiếp tục bài 5. Rồi, đối với bài 5 thì nó kêu làm gì đây? Vẽ tam giác sao với một chương trình C# để nhận vào một số là số hàng. Có nghĩa là ở đây là các bạn thấy nó có 5 hàng nè. Số hàng hay còn gọi là độ rộng hay là chiều ngang. Độ rộng theo chiều ngang của tam giác. Rồi sau đó là vẽ tam giác sao, là tam giác hình cái dấu sao á, với cái độ rộng đó. Tam giác sao chứ không phải là tam giác ở phía sau nha. Sao này là O là đúng rồi đó. Rồi ví dụ nếu mà bạn nhập vào hàng là 5 thì đây. Đây. Đó. Thì hàng thứ nhất là 1 dấu sao, thứ hai 2 dấu sao, thứ ba 3 dấu sao, thứ 4 dấu sao, thứ 5 5 dấu sao. Rồi các bạn phải viết một cái chương trình tổng quát để mà mình nhập vô n bằng 100 hay là 1000 gì đó thì nó cũng vẽ ra được ha. Rồi à, 5 là vẽ tam giác sao, vẽ tam giác hình sao, hình ngôi sao, hình dấu sao. Rồi thì đầu tiên mình phải nhập vào n vô đúng không, nhập n vô thì đơn giản rồi. À, console chấm readline, nhập chấm readline thôi. Rồi mình sẽ nhập vào n bằng n là số lượng n là gì, là số hàng, số hàng, nhập vào số hàng n bằng. Rồi sau đó mình thực hiện in n bằng convert chấm win32 của console chấm readline đó. Mình nhập vào n xong thì bây giờ mình thực hiện mình vẽ thôi đúng không. Để vẽ thì các bạn sẽ dùng là for y bằng 0 rồi y nhỏ hơn n y cộng cộng. Rồi bên trong dòng for này các bạn tạo một dòng là for khác, là for int j bằng 0, j nhỏ hơn y, rồi j cộng cộng. Rồi mỗi lần như vậy thì các bạn sẽ in console chấm write, các bạn in cái dấu sao ra, in dấu sao ra, dấu sao. Rồi thì khi mà chạy xong này thì các bạn thực hiện console chấm readline xuống dòng. Rồi các bạn chạy chương trình lại thử. Rồi chẳng hạn như nhập vô 5 rồi n bằng 5 thì nó chưa ra gì hết. À chỗ này sai nè, j nhỏ hơn y mới đúng, j. Rồi ok chạy lại chương trình. Rồi n bằng 5 đó thì nó sẽ ra là đây, dòng thứ nhất, dòng thứ hai, dòng thứ ba. À cái này nó mới dòng thứ tư à, nó chưa ra số 5 thì các bạn sửa lại là chỗ này y nhỏ hơn hoặc bằng n luôn. Các bạn chạy lại chương trình. Rồi nhập vào n bằng 5 đó, nó sẽ in ra dòng thứ nhất có 1 sao, thứ hai có 2 sao, thứ ba có 3 sao, thứ tư có 4 sao, thứ năm có 5 sao. Rồi các bạn nhìn lại coi giống chưa. Rồi ok giống rồi đó ha. Rồi vậy đó, rồi bây giờ các bạn chạy lại chương trình, các bạn nhập lại n 100 thứ đi đó. Đó các bạn thấy không, đó nó sẽ in ra như này
À, cái này tại vì nó không đủ, nó xuống hàng đặt đó. Rồi, nào mà thấy không? Như vậy mới mà viết viết một cái chương trình mà nó tổng quan được phải như vậy nè, chứ không phải là các bạn thấy nó năm ô, nó năm hàng, các bạn ghi hình son chấm ra like năm hàng là đâu có được ha. Cho nên là bài số 5 là vậy đó, đơn giản vậy thôi. Ok, tiếp tục mình làm bài cuối cùng, bài số 6. Rồi, bài số 6 thì mình quản lý lớp lớp sinh viên. À, lớp nhân viên chứ, lớp nhân viên. Nhân viên tên tiếng Anh của nó là employee. Rồi thì để làm quản lý lớp thì mình tạo ra một cái lớp khác nha, phải chuột vô thực hành bữa ba nè, chọn add, chọn new item. Chỗ này nó chọn sẵn class cho mình đặt tên lớp là nhân viên hoặc là employee. Rồi, nhấn Enter, làm xong. Đây, lớp nhân viên các phần dữ liệu là ID, ID định danh, ID định danh kiểu in. Rồi, thì các bạn làm thôi, public in ID. Rồi, ID, đây là mã nhân viên. Rồi, sau đó là họ tên nhân viên kiểu string. Rồi, public string name, họ tên nhân viên. Rồi tiếp theo là hình gì, year birth, năm sinh nhân viên kiểu in, year of birth. Rồi đó, year birth, rồi năm sinh nhân viên, gì nữa, salary level, bậc lương kiểu double. Rồi, salary level, bậc lương ha. Rồi, basic salary, lương cơ bản, public double, basic salary. Rồi, lương cơ bản. Chú ý, lương cơ bản là thuộc tính được sử dụng chung cho mọi đối tượng kiểu employee. Thì cái này nó nói là cho mình ghi chữ mặt, ghi chữ public á, nhưng mà thôi cứ public hết đi. À. Rồi, các phương thức get ID. Các bạn viết một phương thức đầu tiên, các bạn viết lớp employee trước đi ha. Lớp hàm xây dựng trước đi. Rồi, sau đó là các bạn viết hàm xây dựng. Hàm xây dựng trên là hàm xây dựng mặc định không đối số. Tiếp theo là các bạn có thể viết hàm xây dựng mặc định có đối số. Có đối số đây thì các bạn có thể là in id string name in year of birth double, tương ứng với từng thuộc tính trên ở trên, đó là salary level double basic salary. Rồi dưới này thì các bạn this chấm ID bằng ID, à, thiếu dấu chấm phẩy, this.name bằng name, this.yearbirth bằng year of birth, this.salaryLevel bằng SL, this.basicSalary bằng BS. Rồi, đó là xong hàm xây dựng mặc định không đối số và hàm xây dựng mặc định có đối số. Tiếp theo là viết một cái hàm get ID, get name. Thì mình thực hiện là get get ID, get name. Thì bây giờ get đó thì mình sẽ thực hiện viết một cái hàm đúng không? Rồi, bây giờ kiểu dữ liệu trở về là cái gì? ID, ID thì là kiểu in đúng không? Cho nên là return. Return kiểu kiểu in, rồi sau đó là get ID. Đấy, get ID, rồi sau đó mình thực hiện là mình return this.id thôi. Đó, vậy là xong. Đây là cái hàm get. Get ID có nghĩa là lấy ID á, lấy mã nhân viên á. Rồi, tương tự như vậy mình viết một cái hàm là hàm lấy
họ và tên nhân viên. Họ tên nhân viên thì cũng là public, họ tên thì là chủ string đúng không? Rồi mình thực hiện mình get name. Get name. Rồi mình sẽ return name, return this.name. Đấy. Rồi tiếp theo là mình viết một cái hàm là get gì nữa? Get ID, get name, get year, birth, get income. Rồi, hàm lấy năm sinh. Lấy năm sinh. Rồi, public string get year, birth. Rồi return this.year of birth. Tiếp theo là hàm this. Viết sai diễn tả à? À, year birth go in mới đúng. Rồi, ok. Viết một cái hàm. Hàm lấy income, thu nhập. Ở đây á, income là thu nhập. Thì thu nhập á, trả về của nhân viên thì được tính bằng lương cơ bản nhân, bằng lương nhân lương cơ bản thì bằng thuộc tính salary level nhân cho thuộc tính basic salary đó. Thì bây giờ mình xếp vào một cái hàm để lấy thu nhập. Vậy là public của dữ liệu của nó là double ha. Tại vì hai cái thằng double nhân nhau thì phải là double. Rồi, get income. Rồi, đối với cái hàm này thì mình thực hiện return this chấm salary level nhân cho this chấm nhân cho this chấm basic salary. Đấy, đó vậy là get income được rồi. Tiếp theo là input nhập thông tin nhân viên vô. Mình viết một cái hàm nhập thông tin nhân viên. Thông tin nhân viên. Rồi thì nhập thông tin nhân viên thì mình viết một cái hàm phần truy cập là public. Rồi kiểu dữ liệu là kiểu void nhập à. Nhập. Hàm nhập. À, nhập NV đi, nhập nhân viên. Rồi. Mở ngoặc cái ngoặc cần mở ngoặc. Rồi các bạn enter đó, vậy nó tự động nó xuống dòng. Nhập nhân viên thì sao? Bây giờ mình phải nhập mấy cái thuộc tính đúng không? Đó. Thì bây giờ mình console chấm mấy cái này thì quá đơn giản rồi nè đúng không? Console chấm array. Rồi, nhập mã nhân viên. Mã nhân viên. Đúng không? Nhập mã nhân viên 2 chấm. Rồi, sau đó các bạn là this chấm mã nhân viên là this.id đó bằng console.readline đúng không? Rồi nhưng mà mã nhân viên là kiểu in cho nên là phải thành vert.toin32 nữa. Rồi. Đó. Rồi các bạn mấy cái dòng dưới các bạn làm tương tự vậy ha. Họ và tên. Họ và tên nhân viên. Rồi, thì chỗ này là this.name. Thì name là kiểu string cho nên không cần convert. Rồi, tiếp theo là nhập vào năm sinh. Năm sinh. Năm sinh nhân viên thì là this.yearbirth. Yearbirth. Rồi màn hình và chấm tư in 32 kiểu in đúng rồi. Tiếp theo là nhập vào là mức bậc lương và lương cơ bản. Rồi lương cơ bản, bậc lương là double đúng không? Đấy, đây là salary level. You can convert chấm tu double. Đấy, còn ở đây là lương cơ bản là basic salary.
Rồi chỗ này cũng là tu double. Rồi đó, đó là hàm nhập. Hàm nhập thông tin nhân viên. Tiếp theo hàm display hiển thị thông tin nhân viên, bao gồm các thông tin như là định danh ID đó, định danh là ID đó, tên, năm sinh, lương cơ bản, thu nhập. Chú ý các bạn thấy ở đây nó chỉ xuất ra định danh, tên, năm sinh, lương cơ bản, thu nhập thôi, nó không có lấy cái salary level. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ viết một cái hàm xuất thông tin. Xuất thông tin nhân viên. Rồi public void xuất nhân viên. Rồi mình viết cái hàm này xuất nhân viên thì bây giờ mình thực hiện, mình sẽ xuất thông tin nhân viên thôi đúng không? Rồi mấy cái chỗ này nè các bạn copy lại nè. Rồi bây giờ mình sẽ write line xuất thông tin về mã nhân viên. Mã nhân viên thì mình thực hiện là đây có cái hàm get id nè, các bạn gọi là cái hàm get id cũng được, this.get id. Rồi vậy thôi. Rồi tiếp theo là tên của nhân viên là this.get name. Rồi sau đó là ID, tên, năm sinh nhân viên, get năm sinh, đúng không, get year of birth. Rồi tiếp theo là lương cơ bản và thu nhập. Lương cơ bản là list chấm, có cái hàm get lương cơ bản không? Không có get lương cơ bản ha, chỉ có get income thôi. Thì chỗ này là mình this chấm lương cơ bản là basic salary. Rồi cuối cùng là mức thu nhập của nhân viên, thì ở chỗ này là mình sẽ this chấm income. Rồi đó là mình viết xong cái hàm display. Tiếp theo là hàm set salary level. Ở đây là hàm cài đặt á, hàm set là đặt á, hàm đặt lại á, đặt lại mức lương. Rồi thì cũng là public, mức lương là kiểu double cho nên là giả vờ double. Set salary level. Rồi thì bây giờ mình phải bây giờ đối với salary level thì mình phải có một cái mức lương mới để mà set vô đúng không? Bây giờ là double new salary level. Đấy, mình bây giờ mình thực hiện là this chấm salary level bằng new salary level đó. Rồi kiểu này là không cần kiểu dữ liệu trở về ha, cho nên là kiểu void đó, là đặt lại mức lương rồi đặt lại lương cơ bản set basic salary cũng tương tự như vậy ha. Hàm đặt lại lương cơ bản. Rồi public void set basic salary. Rồi double new basic salary. Rồi thì mình thực hiện this chấm basic salary bằng new basic salary. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi ok, đó là mấy cái hàm mình thiết kế xong theo yêu cầu. Rồi hãy viết một chương trình cài đặt lớp employee và sử dụng lớp employee. Thì các bạn qua cái lớp program nè, các bạn thử
khởi tạo một cái đối tượng, em nói y, lớp em nói y em m đi, hoặc là e thôi, bằng new em nói y đó, sử dụng lớp em nói y thôi. Rồi bây giờ mình thực hiện là mình nhập thông tin nhân viên, bây giờ mình nhập một nhân viên thôi ha, rồi sau đó là xuất thông tin nhân viên đó ra, e chấm xuất đó, đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn chạy chương trình thử. Rồi nhập mã nhân viên đó, nhập thông tin nhân viên vô là nhập mã nhân viên nè, mã là một, họ tên là An, năm sinh 1990, bậc lương là 3, lương cơ bản là 5 triệu đi. Đó thì nó sẽ in ra cho các bạn là mã nhân viên là 1, tên nhân viên là An, năm sinh 990, lương cơ bản là 5 triệu và thu nhập là 15 triệu nè, là 5 x 3 ra 15 đó ha. Rồi sau đó là các bạn muốn đặt lại ở đây là có những cái hàm như là muốn đặt lại cái mức lương, bây giờ thầy muốn đặt lại cái mức lương rồi, cái lương cơ bản là thầy sẽ đặt gọi cái hàm e.set basic salary, đặt lại lương cơ bản thì thầy sẽ truyền vào một cái số khác là số 6 triệu. Rồi sau đó thầy sẽ gọi cái hàm e.xuất. Rồi xuất. Rồi thử coi nó có ra cái gì không. Rồi 1 bình 1991, bậc 5, lương cơ bản là 5 triệu. Đó các bạn thấy nè, đầu tiên khi mà in ra chỗ này nè là mã nhân viên là 1, tên là Bình, năm sinh 91, rồi lương cơ bản là 5 triệu, rồi bậc 5 cho nên 5 x 5 là 25. Rồi nhưng mà sau khi thầy gọi cái hàm đặt lại cái lương cơ bản thì cái lương cơ bản trở thành 6 triệu rồi nè. Đó, lương cơ bản bây giờ là 6 triệu rồi nè. Đó thì lấy lương cơ bản bây giờ là 6 triệu với thu nhập bây giờ là 30 triệu ha. Đấy, nó sẽ thay đổi cái thu nhập của các bạn. Rồi ok, các bạn sẽ làm cơ bản vậy thôi ha. Rồi, đó là mình làm xong cái bài số 6. Rồi, mình viết một số hàm để mà mình sử dụng đối với cái lớp nhân viên. Rồi ok, video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.